Xin chào các bác, đây là chiếc Kia Morning Van mà chúng tôi có cơ hội được đánh giá ngày hôm nay. Chúng tôi đã kiểm tra chất lượng xe trước khi mua bán. Xe ô tô van được nhiều người lựa chọn do có giá thành hợp lý, chỉ bằng 2/3 so với dòng xe Morning nhập loại 5 chỗ. Phí đăng ký lại thấp và không mất 20 triệu tiền biển khi chuyển từ tỉnh về thành phố. Phí nuôi nấng khấu hao thấp, dễ sửa chữa, dễ kiếm phụ tùng đồ chơi, di chuyển linh hoạt. Xe được trang bị hộp số tự động 4 cấp. Hi baby. Nội thất bên trong xe khá đơn giản, chủ yếu là nhựa cứng. Phần màn hình đã được chủ xe lắp thêm vô lăng hai chấu tích hợp điều chỉnh tăng trên bảng đồng hồ. Mặt gương chỉnh điện. Ở phiên bản 2015 được trang bị nâng cấp hơn so với bản cũ là có hai túi khí. Sấy kính, điều hòa hai chiều. Có thêm cổng AUX, USB kết nối sạc có dây và hai tàu. Khả năng chống chân trượt với phanh đĩa ABS 4 bánh, gương cụp xòe đã được trang bị thêm, khá tiện lợi. Chìa khóa điều khiển từ xa và khóa cửa tự động khi xe lăn bánh. Tại hàng ghế trước tương đối ổn cho những anh em 1m7, 1m8 nếu kéo kịch ghế về phía sau. Ôm ghế giúp điều chỉnh vị trí lái tốt hơn. Nhìn tương đối ok. Tay hàng ghế 2 là đủ dùng cho hai thiếu nữ nhà tôi và bà xã. Nhưng không khuyến cáo các bác lắp thêm ghế, vì thực chất đây là chiếc xe bán tải. Với hai chỗ ngồi phía trước, chúng ta có thể bị phạt khi lưu thông. Vô lăng là khá nhẹ, phản ứng bướm ga, chân phanh tốt, tăng tốc ổn. Nhiên liệu tiêu hao 18 km/L vào khoảng 5-6 L/100 cây. Tiếng ồn ở mức chấp nhận được so với một mẫu xe giá thấp và còn tốt hơn dòng Morning SE đời 2016-17. Điều hòa cho độ lạnh sâu nhưng quạt gió hơi ồn. Động cơ 1.3 máy, hộp số tự động 4 cấp, chạy cầu trước. Khi chạy trên 80 km không được đâm chắc. Nữa, xe phân khúc A thì khả năng vượt nước thấp. Chúng ta cần tránh đi những nơi ngập nước cao trong ngày mưa. Do là máy 1 nên chạy đường đèo núi, vận hành cũng chưa được tốt. Đây là giao diện vào buổi tối, nói chung khá màu mè, xe Hàn mà. Lốp sô cô này có kích thước bằng với những quả lốp còn lại, được sử dụng khi thủng lốp và để vừa khít với thùng xe luôn. Nguyên bản theo xe chỉ có mấy đồ lặt vặt như là bình keo để vá nhanh, để trong miếng xốp tại đây, chứ không có lốp. Quả lốp này là bữa trước tôi chạy qua chợ xe Phạm Hùng xin được và rất cảm ơn em Nhạn trên chợ đã ký liệu tôi. Đây, khi lắp hàng ghế sau nó sẽ như thế này, có thể gập phẳng để chở hàng bình thường. Lốp theo xe với la răng 13 inch, có cảm biến áp suất lốp. Nhiều bác hay đổi qua vành đúc sẽ đáp ứng được yếu tố thẩm mỹ, nhưng theo tôi cứ chạy vành sắt vừa êm ái lại chở hàng tốt. Ở đời này đã được trang bị bi tăng, cải thiện tiếng kêu choét choét khó chịu từ dây Cura, cục máy phát còn sáng và đồng màu. Phần keo mặt đàn pha nguyên bản với lớp keo thừa chút xíu, chứ ra lại kiểu gì cũng xước và lem nhem đấy. Nếu có sự va chạm dàn đầu, con ốc này sẽ được tháo ra để khắc phục sự cố. Với sự tác động của cờ lê, chắc chắn sẽ bị chảy xước. Đây là những con ốc nguyên bản, chưa hề bị tác động vật lý nào. Phần keo chỉ zin sẽ có độ đàn hồi tốt. Đây là những con ốc nguyên bản, phần đinh tán rất đẹp. Thường thợ thủ công không làm được phần đinh tán như này. Bản lề zin luôn. Đối với con ốc này mà cho cà lê hay tê vào, vặn phát nó sẽ choét ngay các bạn. Đây là mã kính. Kính nguyên bản nhà máy họ dán thì đẹp thôi rồi, chả thừa tí keo nào luôn. Kia Morning Van có kiểu dáng tương tự như chiếc xe chở người thông thường, nhưng có khoang chứa hàng về sau với tải trọng 300 kg. Quan điểm cá nhân của chúng tôi, phiên bản 2015 được đánh giá là đáng tiền và hợp lý nhất hiện nay.
Các bác có thể sở hữu nó ngay hôm nay với mức giá 275 triệu và được tặng thêm gói kiểm tra, bảo dưỡng, thay dầu nhớt tại gara chúng tôi. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ như là đặt mua xe cũ mới, tư vấn sửa chữa, hỗ trợ thủ tục mua bán, kiểm tra định giá xe trước khi mua bán. Các bạn lưu ý, những xe của chúng tôi đều có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Các bác có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Cảm ơn các bác đã subscribe theo dõi kênh. Hẹn gặp lại các bác trong những video tới.